Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay có một bạn thỏ đã tặng cho cô và các con một món quà. Để biết bên trong món quà này có gì, bây giờ các con sẽ nhắm mắt lại đi. Cô sẽ đếm 1, 2, 3 thì các con sẽ mở mắt ra nha. 1, 2, 3. Đây là gì đây? À, đây là bàn chải. Và đây là gì? À, đây là kem đánh răng. Hai vật dụng này rất cần thiết cho chúng ta phải không nào? Đây là vật dụng để vệ sinh răng miệng hàng ngày đấy. Hôm nay cô cũng có một câu chuyện. Câu chuyện này nói về một bạn gấu. Bạn gấu rất là lười đánh răng. Để biết chuyện gì xảy ra với bạn gấu, bây giờ các con cùng lắng nghe cô kể nha. Câu chuyện có tên Gấu con bị đau răng. Gấu con bị đau răng. Các bạn nhỏ ạ, tôi là một con sâu răng. Trước đây tôi sống thoải mái trong miệng của một chú gấu con. Chú gấu này rất là lười đánh răng. Ngày ngày tôi và các bạn của tôi đục khoét các kẽ răng của gấu con để nhặt thức ăn. Món ăn mà tôi ưa thích nhất đó là sô-cô-la và bánh kẹo. Một hôm, vào ngày sinh nhật của gấu con, các bạn đến rất đông vui. Khi đến dự sinh nhật của gấu con, các bạn cũng không quên mang đến rất nhiều món quà để tặng cho gấu con. Mèo và thỏ mang bánh gato để tặng cho gấu con. Cảm ơn các bạn ạ. Các bạn chim mang các viên kẹo đủ màu sắc. Cảm ơn các bạn. Chó mang đến một hộp kẹo sô-cô-la. Cảm ơn bạn. Con rùa mang bánh bích quy đến tặng cho gấu. Cảm ơn bạn. Thế rồi, mọi người cùng nhau vỗ tay và hát bài hát chúc mừng sinh nhật gấu con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gấu ta thích lắm, chú ăn rất là ngon lành và không ngớt lời khen. Ôi, sao toàn thứ ngon thế này? Tôi cảm ơn các bạn. Khi buổi tiệc sinh nhật tan, các bạn đã về hết. Như thường lệ, gấu con không đánh răng mà nhảy tót lên giường đi ngủ. Chỉ chờ có thế thôi, chúng tôi những con sâu răng nhảy ra mở tiệc linh đình. La 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 la, la 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 la. Ha ha ha, ha ha ha. Chúng tôi gặm, cậy đục, khoé những chiếc răng bám đầy bánh kẹo của gấu con. À, bánh ngọt này. À, sô-cô-la này. Đêm đó, gấu ta kêu rào thảm thiết vì đau nhức răng. Ôi đau quá đi mất. Ôi sao mình đau quá đi này. Ôi đau quá. Gấu mẹ liền đến hỏi gấu con. Gấu con ơi, con bị sao thế? Con bị đau răng ạ. Hôm sau, gấu mẹ phải đưa gấu con đến bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ bảo: Này gấu con, răng cháo sâu nhiều quá, phải chữa ngay thôi, nếu để lâu sẽ bị sún hết đấy. Cháu nhớ là không nên ăn nhiều bánh kẹo, nhất là vào buổi tối. Hằng ngày cháu phải đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Sau hôm đó, gấu con ăn hận lắm. Ngày nào gấu con cũng chăm chỉ đánh răng theo lời dặn của bác sĩ. Chú chải mặt trước, mặt trong của răng rất là cẩn thận. Gấu con không ăn nhiều bánh kẹo mà ăn nhiều các chất bổ khác như thịt, cá, trứng, sữa, rau quả tươi, nên răng của chú ngày càng trở nên chắc và khỏe hơn. Còn anh em sâu răng chúng tôi từ đây không còn gì để ăn nữa, nên phải chạy ra khỏi miệng gấu con. Các con ơi, vậy là câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con ơi, các con vừa nghe
đến răng, nên bạn ấy đã bị sâu răng phải không nào? Các con nhớ là đừng giống như bạn gấu trong câu chuyện nha. Các con nhớ là phải đánh răng thường xuyên. Một ngày các con phải đánh răng 2 lần, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy nha. Cô xin chào và hẹn gặp lại các